Chào các bạn, đây là cái part mình order phần solar. Đây là tất cả những cái accessory mình order để làm một cái solar panel. Thì mình order ở đây là cái bus wire, and carbon wire, and blocking diode, and đây là cái reset, còn đây là cái solar cell. The solar cell thì nó ở đây mình order là 40 nhưng mà nó cho mình 42 cái, thì chúng ta có thể tự ráp thành một cái panel có điện thế output là khoảng chừng 20 V. Mà cái máy được có tổng cộng là 42 cell nhưng mà chúng ta chỉ cần 40 cell là đủ. Ngay bây giờ mình unpack đi như thế nào. Và cái chỗ mình order này thì họ làm việc rất là đàng hoàng, họ gửi những cái panel về. Ok, it looks very good and a very professional packaging. Ok, nhưng mà rất là dễ bể quý vị. Ok, thì the next video là mình sẽ bắt đầu mình lắp ráp lại. Lắp ráp như thế nào thì mình sẽ quay đoạn video very close up để cho tất cả các anh chị và các bạn cùng xem nhé. Yeah, chào mọi người. Hôm nay mình có thể làm cái panel là 60 W. Ok, tổng cộng là 42 nến. Ok, the next video là mình sẽ làm tất cả mọi thứ, là từ chỗ là coloring, rồi mình làm sao là cái frame, tất cả mọi thứ mà đã chuẩn bị bắt đầu ngày mai mình làm. Và cái tấm chiếm, ok. Cái này nó có bị mẻ một tí nhưng mà khi đường nó bị mẻ thì không ảnh hưởng về tới mùi output lắm đâu. Ok, ok, bây giờ bắt đầu chạy điện vào thì các bạn thấy đây là cái job line của mình. Thì bây giờ nắng đã to lên thì chúng ta có được điện thế như thế này là 19.3. Hiện giờ cái bóng của tôi đang ở trên cái solar panel cho nên nó khuất. Bây giờ tôi tránh ra là nó sẽ lên, là thấy không, lên 20 V.9, coi như gần 21 V. Và hiện bây giờ thì đó, quý vị thấy rất là dễ làm, không có gì hết á. Cái panel này là điện ngang là 325.5, điện dài là 35 inch, tổng cộng tôi làm khoảng gần $100. Nếu mà mua 6 này là có công suất là 65 W, cái xong 3 W. Nếu như mình mua thì khoảng chừng 200 đến 300, mình làm khoảng 100 mà thôi. Và công việc làm rất là đơn giản, có gì. Ok, để cho thấy điện thế thêm lần nữa. Ok, cái này khi chúng ta cho vào cái control box thì nó còn là khoảng chừng 13 V đi sạc bình là perfect. Một cái bình sạc bình nghĩ là không có gì khó khăn hết á. Với cái panel này thì thừa khả năng để sạc một cái bình 45A hoặc là hai cái cũng được. Chúng ta có thể làm một cái band, có nghĩa là làm 3-4 cái bình này mắc parallel lại với nhau, có nghĩa là mắc song song á, mắc lại với nhau thì chúng ta có thể sạc bình một cách thoải mái mà không cần mang tới thợ sạc. Hoặc là chúng ta có thể dùng qua cái inverter để chúng ta xài điện ở trong nhà. Nếu chỉ dùng đèn cho gia đình trong nhà thì đây là chuyện nhỏ, không có gì hết á. Nếu chúng ta dùng công suất lớn thì chúng ta làm 2-3 cái nó nối parallel lại là thôi.
Ok, đây là phía sau. Phía sau chẳng có gì hết. Đấy, các người thấy không? Tôi không có bình mà chứ nó chỉ còn dùng thẳng thôi đó. À. Homemade solar panel.